Chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với bài giảng môn tiếng Việt. Bài giảng ngày hôm nay do nhóm tác giả giáo viên khối 2 trường tiểu học Lương Định Của thực hiện. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề Bạn thân ở trường, bài 4 Bạn mới. Qua bài đọc ngày hôm nay, Cô hy vọng các em sẽ đạt được các mục tiêu như sau. Thứ nhất, đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghĩ đúng dấu câu. Thứ hai, hiểu nội dung bài đọc. Thứ ba, biết liên hệ bản thân, quý mến và tôn trọng bạn bè. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động khởi động. Em hãy nói với bạn những điều em học được ở các bạn trong lớp cô có một số gợi ý như sau em học được rất nhiều điều lý thú ở những người bạn xung quanh mình bạn thắng chỉ em cách làm toán nhanh mà vẫn chính xác bạn lan dạy em cách vẽ tranh đẹp hơn bạn bình kể cho em nghe những câu chuyện thú vị mà bạn ấy đọc được trong sách Bây giờ các em hãy chia sẻ cho cô và các bạn những điều em học được ở các bạn trong lớp mình nhé. Tiếp theo, các em hãy quan sát tranh và cho cô biết trong bài đọc này có những nhân vật nào? À, bài đọc này có bạn Kim, bạn Sally và bạn Vừ. Vậy các em thấy trang phục của ba bạn nhỏ có gì khác nhau? Để tìm hiểu điều này, chúng ta sẽ đến với bài đọc ngày hôm nay nhé! Bây giờ, các em hãy chú ý lắng nghe cô đọc mẫu bài đọc. Bạn mới Năm học mới, Kim có hai người bạn mới. Bạn thứ nhất là Charlie. Cô bé có làn da màu mật ong Mắt Sally rất to, mi dày rợp. Bạn mặc chiếc áo dài màu hồng phấn, nhưng không xẻ ta như áo dài của cô giáo. Trên áo có đến hai dải lụa trang trí hoa văn thật nổi bật. Một dải thắt ngang lưng, một dải chéo qua vai. Sally nói, chiếc áo dài này là trang phục truyền thống của dân tộc chăm. Bạn thứ hai là vừ, người Tây, vừa theo gia đình chuyển vào từ một tỉnh miền núi phía Bắc. Vừa có vóc dáng khỏe mạnh, nước da đỏ hồng, mắt hơi xếp. Áo vừa mặc không rực rỡ như sa ly mà chỉ đậm một màu chàm. Trước ngực áo có điểm hàng khuy vải xinh xinh. Kim thích thú chuyện trò với hai người bạn mới. Mỗi bạn giúp Kim biết thêm bao điều thú vị an hòa. Khi đọc, các em cũng cần chú ý một số từ khó phát âm. Cô có từ dày rợp. Tiếng dày có âm đầu là giờ vần ai. Tiếng rợp có âm đầu là r vần ớp. Các em đọc dày rợp. Từ truyền thống tiếng truyền có âm đầu là tr vần uyên tiếng thống có âm đầu là thờ vần ông các em đọc truyền thống tiếng xét có âm đầu là sờ vần x. các em đọc xét từ màu chàm tiếng màu có vần âu tiếng chàm có âm đầu là chờ vần am các em đọc màu chàm từ sinh sinh có âm đầu là sờ vình in các em đọc sinh sinh các em hãy đọc lại một lần các từ khó phát âm với cô nhé dày rợp truyền thấm. Xếp. màu chàm sinh sinh Ngoài những từ khó phát âm, thì khi đọc, các em cũng cần chú ý cách ngắt nghỉ hơi để câu văn thêm hay và rõ nghĩa. Các em hãy nghe cô đọc và chú ý cách ngắt nghỉ hơi của cô nhé. Bạn mặc chiếc áo dài màu hồng phấn, nhưng không xẻ tà như áo dài của cô giáo. Sally nói, chiếc áo dài này là trang phục truyền thống của dân tộc chăm. Các em hãy đọc lại hai câu cô vừa đọc nhé. Ở bài đọc này, các em cũng chú ý chúng ta sẽ chia làm ba đoạn. Đoạn thứ nhất từ năm học mới cho đến truyền thống của dân tộc chăm. Đoạn thứ hai từ bạn thứ hai là vừa cho đến trước ngực áo có điểm hàng khuy vải xinh xinh. Và đoạn thứ ba, từ kim thích thú chuyện trò cho đến hết bài. Các em hãy dừng video này lại và cùng nhau luyện đọc nối tiếp theo đoạn các em nhé. Chúng ta cùng nhau đến với hoạt động luyện đọc hiểu. Đầu tiên là phần giải nghĩa từ các em có biết chăm tay có nghĩa là gì không à chăm tay chính là tên hai dân tộc thiểu số của việt nam đấy các em ạ à. còn dày rợp có nghĩa là gì dày rợp có nghĩa là nhiều đến mức phủ xuống còn truyền thống có nghĩa là thói quen hình thành đã lâu đời trong lối sống và nếp nghĩ được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Còn xếp có nghĩa là gì? À, xếp có nghĩa là không ngay ngắn, có một bên như bị kéo ngược lên. Các em có biết màu cham là màu như thế nào không? Màu cham chính là màu lam sẫm giữa màu tím và màu lam đấy các em ạ à. còn từ khuy có nghĩa là cúc áo tiếp theo cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bài cô có câu hỏi thứ nhất theo em đầu là hai người bạn mới của lớp kim À, câu trả lời sẽ là bạn đứng bìa bên phải màn hình chính là bạn Sally. Còn bạn đứng bìa bên trái là bạn vừ đấy các em ạ. À. Câu hỏi thứ hai, bạn Sally mặc trang phục như thế nào? Các em hãy đọc lại đoạn 1 để tìm câu trả lời nhé. Các em đã có câu trả lời chưa nào? Câu trả lời sẽ là bạn Sally mặc chiếc áo dài màu hồng phấn, nhưng không xẻ ta như áo dài của cô giáo. Trên áo có đến hai dải lụa trang trí hoa văn thật nổi bật. Một dải thắt ngang lưng, một dải chéo qua vai. Câu hỏi thứ ba, các em hãy tìm những từ ngữ tả hình dáng của bạn vừa. Các em hãy đọc lại đoạn 2 để tìm ra câu trả lời nhé. Câu trả lời sẽ là Vừa có vóc dáng khỏe mạnh, nước da đỏ hồng, mắt hơi xếp. Vậy những từ ngữ tả hình dáng của bạn vừa là Vóc dáng khỏe mạnh, nước da đỏ hồng, mắt hơi xếp. Câu hỏi thứ tư, vì sao Kim thích trò chuyện với hai người bạn mới. Các em hãy đọc lại đoạn 3 để tìm cho mình câu trả lời nhé. Cô chúc mừng bạn nào có cùng câu trả lời với cô. Kim thích thú chuyện trò với hai người bạn mới vì mỗi bạn giúp Kim biết thêm bao điều thú vị. Qua nội dung bài đọc ngày hôm nay, cho các em hiểu những điều thú vị khi em được làm quen với những người bạn mới. Qua bài học ngày hôm nay, cô hy vọng các em sẽ biết quý mến, tôn trọng bạn bè các em nhé. Chúng ta cùng nhau đến với hoạt động luyện đọc lại. Ở bài đọc này các em cần chú ý đọc với giọng đọc thông thả. Nhấn giọng ở một số từ ngữ chỉ đặc điểm, hình dáng, trang phục của bạn Sally và bạn Vừ. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại một đoạn trong bài đọc nhé. Bạn mới Bạn thứ hai là Vừ, người Tây Vừa theo gia đình chuyển vào từ một tỉnh miền núi phía Bắc. Vừa có vóc dáng khỏe mạnh, nước da đỏ hồng, mắt hơi xếp. Áo vừa mặc không rực rỡ như sa mà chỉ đậm một màu chàm. Trước ngực áo có điểm hàng khuy vải xinh xinh. Bây giờ, các em hãy tự đánh giá những điều em học và làm được qua bài học ngày hôm nay. Cô có 3 mức độ đánh giá, đó là tốt, đạt và cần cố gắng. Cô có 3 nội dung như sau. Thứ nhất, đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghĩ đúng dấu câu. Thứ hai, hiểu nội dung bài đọc. Thứ ba, biết liên hệ bản thân, quý mến, tôn trọng bạn bè. Nếu em thực hiện tốt 3 nội dung, em hãy đánh giá ở mức độ tốt. Nếu em thực hiện được hai nội dung, Em hãy đánh giá ở mức độ đạt. Nếu em chỉ thực hiện được một nội dung hay chưa thực hiện được, các em cần cố gắng xem lại bài giảng của cô nhé. Chúng ta vừa thực hiện xong tiết học ngày hôm nay. Cô chúc tất cả các em luôn chăm ngoan, học giỏi. Chào tạm biệt các em.